Hello, xin chào và cô chú anh chị em đến với kênh của bé hạt tiêu nha. Hello, xin chào ông bà cô chú đến với kênh của bé hạt tiêu nha. Hôm nay thì bé hạt tiêu cùng với em trai sẽ dẫn hai cháu của bé hạt tiêu đi chơi với lại cháu của bé hạt tiêu. Út vô đây, út vào nhà con. Cháu của bé hạt tiêu thì chuẩn bị đi học nên là sẽ đi mua quần áo nha, đi mua quần áo cho. Đây là con chị gái của bé hạt tiêu này. Đây là con vũ nhỏ. Bye bye cho con, bye bye cho được không? Bye bye. Bye bye. Rồi bây giờ đi nha các chú. Đi. Không có ai.
Người ta hỏi là mua ba vé hả? Người ta nói với Hạt Tiêu, người ta tưởng với Hạt Tiêu con nít. Mình không út. Út ơi, út. Út lên đây chơi trượt cái đó cho gì coi. Út lên bên này nè. Vô bên cầu bú ạ. Vô bên cầu bú ạ. Ừ. Đây, mẹ với Hạt Tiêu đang ngồi chờ cháu. Tí nữa chơi xong mới đi mua đồ. Cởi áo đi cho con chơi. Út yêu. Rồi chuẩn bị đi nhặt bóng. Người ta thì người ta vô đếm bóng, còn Út thì vô nhặt bóng vô cho người ta. Đó mới có bóng nhất cho như này. Ừ, tí nữa đi mua quần áo. Ui ui. Có, Út chơi đi, tí nữa mới mua quần áo. Vô xe lòng anh đâu vậy Vũng? Bà xin ngủ thôi bà. Em ơi, coi chị này đang tốc độ mau. Cô già thắng ngủ ơi, không ngừng nè. Ôi ôi, ôi 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 ôi. Nằm xuống con. Má mà to này là sao? Bố sẽ dài dài nữa em. Đi chơi dữ chưa? Chơi sắp tốt. Út yêu. Ừ. Ừ. Quay con lụn đi. Bé xin lắm về, xin lụn. Mưa bên xóa lá đây nè. Hơn cái nào hơn là lông rồi về. Xe tiết đấy nè. Có xin. Đi chơi trò mạo hiểm đi. Bố xin lại rồi.
sao xin. Đừng, út đừng có trèo lên cái đó, té đó không lên được. Út chơi xích đu thôi. Đây xích đu nè. Đó màu hồng kìa. Màu xanh kìa. Nhưng mà ra. Muốn quá sớm mà chẳng mà muốn chơi nhưng mà sợ. Nằm xuống, nằm xuống. Nằm. Kẹt xuống đây luôn. Nhưng kẹt lắm mà. Quên đó. Thôi đi nha con à. Chưa đúng tuổi. Chưa đúng tuổi trượt cái này. Qua thằng ngố nữa. Kể đi. Hết điện rồi. Muốn chơi nhưng mà sợ. Ủa đây bông. Chưa. Út chơi đi. Chơi khi nào chán thì về nha. Quá xấu rồi. Coi mặt khuôn mặt chắc là mắc cười luôn đấy. Nằm xuống, nằm xuống. Úp lúc. Kẹt xuống này lại. Này nhưng mà bà chú ơi, bà Tiêu thì cũng đã về tới nhà rồi. Nhưng mà trời thì mới mưa xong rồi bà chú. Đấy, bà Tiêu thấy cảnh đẹp quá nên là bà Tiêu quay cho bà chú xem chung luôn nha. Bây giờ là chắc là 5 giờ chiều. Trời thì mới mưa xong. Tính là về nhà sẽ đi làm gì để quay cho bà con chú xem á. Nhưng mà về trời mưa không đi đâu được hết trơn á. Đẹp quá trời luôn á. Nhìn rất là bình yên luôn đúng không bà con chú? Đây là hai. Hello con, hello. Hello. Thì điện thoại với đấy hello này chùm bông. Hai cháu của bé Hạt Tiêu đang ăn xúc xích buổi chiều. Chơi đá rồi bây giờ ăn. Ngon út, bông ơi. Bông. Ngon không? Nhớ hình con, nhớ một nhạc hình. Đây bây giờ gia đình bác Tiêu là dồn dẹp xuống thế này để nấu ăn nha ông bà con chú. Út hello ông bà con chú ơi. Bố cung. Ông bà con chú. Ngoài nhà bé Hạt Tiêu đã có một đàn vịt nhưng mà tối nay thì nhà chưa biết ăn gì. Bye bye con, bye bye ông bà cô chú. Bye. Ăn mà cái chân gác lên cứ đó. Đèn cái đó, tối quá. Đây. Nhà bé Hạt Tiêu bây giờ rất là thoáng, rộng rãi, thoáng mát nha ông bà cô chú.
Đây mẹ bé Hát Tiêu đang gói bánh chưng. Mẹ bé Hát Tiêu đang gói bánh chưng cho em bé nha. Đây bố đây. Hello bà cô chú, chị bố. Hello. Bố bé Hát Tiêu thì đang nướng cá. Cá này là cá gì đó bố? Cá mắt. Cá mắt. Cá này người ta đi bán nha, chứ không phải bố bé Hát Tiêu đi bắt nha. Nhà bé Hát Tiêu là chuyển đồ đạc xuống dưới hết nên là bây giờ nhìn rất là rùng nha, không bảo chú đó. Bé Hát Tiêu nhìn rất là lạ luôn đấy. Bây giờ bánh chưng. Đây là bánh sừng trâu nha. Dê đúng không? Hấu quay. Hấu quay. À bánh sừng dê. Bánh sừng dê bé Hát Tiêu nhầm lớn nhưng mà bảo chú đây cách gói này. Đó. Gói bằng lá dong nha ông bà cô chú. Đó, cuộn cuộn vào xong lấy cái dây buộc vào. Xong rồi mình sẽ luộc. Miếng màu nội đi nội. Thầm màu đấy ra. Đó, gói xong là luộc chín cho em bé ăn. Thôi em bé này ơi, hãy hấu mà. À cho em bé nhưng mà ai muốn ăn thì ăn nha. Ở bên ngoài này cũng rộng rãi lắm. Bây giờ là trên nhà này là chỉ còn bố bé Hát Tiêu ngủ thôi. Bé Hát Tiêu bật đèn lên tối quá. Đó. Đấy nhà bé Hát Tiêu là có hai cái tủ. Hai cái tủ này là tủ nó dính vô tường luôn đâu mà các chú, mình làm tường luôn đấy. Mới tắm xong ướt nhẹp nó, mặc áo của chị Úc Mini mua về này, à của cái anh khán giả tặng đó. Bây giờ nhà bé Hát Tiêu là không có ai ở chơi nữa, trên đây có bố bé Hát Tiêu ở thôi. Nhìn đây, quay góc này cho ông bà các chú xem nha. Đây. Mới mưa xong rất là mát luôn. Hôm nay thì bé Hát Tiêu không biết quay gì cả nhà ơi. Tưởng là buổi chiều này hết mưa thì hai mẹ con sẽ đi hái rau, nhưng mà mưa quá nên là không có lên núi được, nên thôi ở nhà nha. Ở nhà có gì quay đó cho ông bà con chú xem. Quay hết ngay. Hôm bữa là có bếp gà ở đây nha, nhưng mà bây giờ là hư đưa xuống dưới luôn rồi nha bà con chú. Đi ra ngoài này coi thời tiết. Đó. Khung cảnh. Mây nó đang đi lên núi.